Xin chào tất cả bạn. Hôm nay càng longmobile.com sẽ giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm mới. Đó là một sợi dây nguồn 2N của hãng Acufe. Như bạn nhìn thấy trên video ấy, cái dây màu đồng đồng nha, đó chính là dây nguồn 2N Acufe. Xin lưu ý các bạn nhé, đây là cái phiên bản đặc biệt kỷ niệm 45 thành lập của hãng Acufe nhé. Các bạn có thể nhìn thấy logo này. 40 Anniversary Acufe đó. Điểm đặc biệt của cái dây nguồn Acufe này đó là nó sản xuất tại Nhật Bản nhé. Các bạn có thể nhìn thấy dòng chữ Made in Japan đó, cả hai đầu luôn đó, Made in Japan đó. Đấy, để khẳng định chất lượng xuất xứ của sợi dây này thì như mình đã giới thiệu với bạn trên bài viết rồi. Cái dây nguồn Acufe này là giắc cắm tiêu chuẩn Mỹ nhé các bạn nhé. Nhìn này, đây là giắc cắm tiêu chuẩn Mỹ nhé, trên đấy nó ghi chữ 2N này. Đó. Còn đây là jack thông dụng thì bạn cắm vào âm ly hoặc là CD hoặc là thiết bị nào cũng được. Đó. Thì toàn bộ cái sợi dây này này, nó rất là dày và chắc chắn. Chiều dài của nó là 2 mét. Đó. Ở lõi giữa đây nó là nhựa đặc biệt nhé, nhựa chống cháy, nhựa ABS. Chống cháy, chống va đập luôn. Còn lớp phủ lớp bên ngoài là một cái lớp áo kim loại mạ niken nhé, niken mạ sáng bóng các bạn nhé, nó rất là trắng, nó là kim loại đấy, đó. Đây là cái phiên bản kỷ niệm nên màu nó cũng rất là đặc biệt, các bạn có thể nhìn thấy màu nó rất là đẹp, đó. Thân sợi dây mập rất chắc chắn, các bạn có thể bẻ gãy, uốn cong đều được hết mà không sợ nó bị làm sao cả, đó. Lõi bên trong rất là dày. Để sử dụng cái giắc cắm tiêu chuẩn Mỹ này, đó, các bạn lưu ý nhé, là các bạn phải có một cái ổ cắm tiêu chuẩn Mỹ. Thì như trên website mình có rất là nhiều thiết bị ổ cắm lọc nguồn và biến áp cách ly mà có ổ cắm tiêu chuẩn Mỹ. Thì các bạn lưu ý nhé, đây, ví dụ như ở cái PS30A chẳng hạn, toàn bộ ổ cắm nó là giắc cắm tiêu chuẩn Mỹ, thì cắm rất là chặt, các bạn chỉ cần nhìn, các bạn nhìn nhé, cắm một phát vào là nó chết đứng luôn ở đây luôn, đó. Các bạn lưu ý nhé, là cắm nó rất là chặt đấy, đứng chiều chưa nhỉ? Đây, hình như mình cắm ngang chưa đúng chiều đó, cắm rất là chặt. Còn đầu này bạn cắm vào âm ly loa đài hay là gì đều được đấy. Thì ngoài dây nguồn Acufe này, bên mình cũng bán cái dây giá rẻ hơn, đó là dây Belkin SD1000, cũng giắc cắm tiêu chuẩn Mỹ các bạn nhé. Nó để cắm vào đây thì thật sự là rất là chặt đấy. Đó. Đó. Bạn cắm vào đấy coi như là nó chưa đứng ở trong đấy luôn và rút ra cũng rất là khó. Đây là dây nguồn SD1000 Belkin rẻ hơn. Đó. Khi rút ra các bạn này, phải cầm cả củ dây để rút. Một dây này. Dây lạnh vậy. Rất là chặt. Đó. Đây nha, mình giới thiệu các bạn là dây Acufe mình bán. Các bạn lưu ý nha, là độ dài của dây này là dài 2 mét của hãng Acufe Japan. Đó, một lần nữa các bạn nhìn lại nha. Đó, rất là chắc chắn. Các bạn nhìn được hai cái đầu rắc này. Kim loại đấy. Rất là sáng bóng, rất là đẹp. Thì toàn bộ thông số kỹ thuật của cái dây Acufe này mình đã viết sẵn trên bài viết rồi, các bạn có thể tìm hiểu cái thông tin thêm của nó ở trong cái link bài viết ở trong phần mô tả này. Thì sau đây mình xin dừng cái video review cái sản phẩm dây nguồn 2N Acufe kỷ niệm 45 ngày thành lập hãng Acufe. Thì bạn nào có thắc mắc gì thì cứ liên hệ với mình theo số hotline trên màn hình và là comment lại bên dưới, mình rất sẵn lòng được giải đáp. Và các bạn lưu ý nhé, là mua hàng của chúng mình được free ship nhé. Cái dây Acufe này thật sự là một sợi dây rất chất lượng đấy, sản xuất tại Nhật. Đó, các bạn nhìn thấy logo này, đó, thân dây mà chắc chắn, đầu rắc thì thuộc loại chuyên nghiệp rồi. Đó, nó có một lớp áo kim loại rất là sáng bóng, đó, rất là tốt và giắc cắm tiêu chuẩn Mỹ các bạn nhé. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Một lần nữa thì bạn nào thấy kênh của mình hay thì hãy like và subscribe và chia sẻ cho mọi người. Mình xin cảm ơn.